Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mát Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tiro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng lại ngài là con vua david xin thương xót tôi con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm nhưng người không đáp lại một lời nào các môn đệ đến gần người mà rằng xin thầy thương để bà ấy về đi vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi người trả lời Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel Nhưng bà kia đến lại người mà nói Lại Ngài xin cứu giúp tôi Người đáp không nên lấy bánh của con cái mà dứt cho chó Bà ấy đáp lại Dân lại Ngài Vì chó con cũng được ăn những mảnh dụng từ bàn của chủ rơi xuống Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng Này bà, bà có lòng mạnh tin Bà muốn sao thì được vậy Và ngay lúc đó con gái bà đã lành bệnh Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ con người khen Chúa Thương bạn chị em, dù rằng phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ Kính Thánh Doan Maria Vianney không có bài đọc riêng mà đọc bài đọc theo mùa phụng vụ Nhưng thật là trùng hợp, người đàn bà quê ở Canaan trong tin mừng ngày hôm nay lại có những nét tương đồng với Thánh Doan Maria Vianney mà chúng ta kính nhớ ngày hôm nay vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chiêm ngắm những nét tương đồng đó những nét tương đồng đó có thể kể ra đó là lòng tin tình yêu và sự khiêm nhường trước hết nói về lòng tin người đàn bà trong tin mừng ngày hôm nay tin chắc rằng Chúa Chúa Giêsu có đủ quyền năng để cứu chữa cho con bà, cho nên bà đã đi sát Chúa để mà cầu xin Chúa và bà tin rằng nếu như bà kiên trì cầu xin Chúa thì Chúa sẽ ra tay cứu chữa con bà. Chính niềm xác tín như vậy mà đã mà bà đã kiên trì đi theo Chúa. Và chính niềm tin đó mà con bà đã được cứu chữa Còn Thánh Doan Maria Viene Dù rằng học lực thì rất kém cỏi chẳng bằng ai Lại đi tu rất muộn Nhưng mà về nhân đức và lòng tin Thì chẳng thua kém ai thậm chí có thể nói vượt trội hơn nhiều người đặc biệt dù có lúc tưởng chừng như ngài phải từ bỏ con đường tu trì bởi vì hợp học lực kém cỏi và dù rằng khi được phong chức linh mục ngài phải chịu nhiều thử thách thử thách từ phía con người và thậm chí thử thách từ ma quỷ quấy phá từ trong tâm hồn cho đến bên ngoài nhưng mà rồi ngài vẫn không ngã lòng ngài vẫn quyết một lòng tin cậy vào chúa và mẹ maria với niềm tin như vậy đã giúp cho ngài vượt qua những khó khăn thử thách thứ hai là sự khiêm nhường Người đàn bà trong tin mừng cứ kiên trì lẻo đẻo đi theo Chúa Bất chấp sự thinh lặng của Chúa Thậm chí bất chấp cả những lời nói Mà theo truyền thống Do Thái Đó là sự khinh miệt Mà người Do Thái dành cho những người ngoại giáo Người đàn bà này đã chịu đựng tất cả Chịu đựng để mong muốn rằng con mình được chữa lành Và chính cái sự khiêm nhường chịu đựng đó Đã giúp cho bà vượt qua được những thử thách Để đón nhận ơn Chúa Và giúp cho con bà được chữa lành Còn Thánh Doan Maria Vianney Vì lớn tuổi và kém cỏi trong việc học vấn cho nên thường bị các bạn của mình chọc ghẹo chế diễu Nhưng mà Ngài vẫn không đối đầu phản kháng Ngài vẫn luôn một mực hòa nhã Vui vẻ với hết mọi anh em Và dù sau khi được thụ phong linh mục Theo lệnh của Đức Giám Mục Ngài phải đi theo cha linh hướng Để mà học thêm bởi vì kém quá Học thêm trước khi được trao ban cho năng quyền giải tội Và khi đã học thêm xong Thì Ngài được đi làm cha sở Không phải một họ đạo lớn Mà một cái họ đạo nhỏ bé Ở một vùng quê hẻo lánh Không biết đường đi tới đó nữa Nhưng mà rồi Ngài vẫn khiêm nhường dân phục theo lệnh của Đức Giám Mục Ngài dân phục để rồi đi đến đó, dù rằng cái họ đạo đó người ta bỏ đạo muốn hết rồi. Nhưng mà rồi với cái lòng nhiệt thành, với cái sự dân phục của ngài, ngài đã đưa cái họ đạo đi lên và khởi nét. Vâng thương bạn chị em, với thái độ khiêm nhường đón nhận tất cả của ngài mà ngài đã trở nên gương mẫu cho các linh mục noi theo. Điểm thứ ba chúng ta cùng nhau chiêm ngắm đó là tình yêu. Người đàn bà trong Tin mừng ngày hôm nay với trái tim của một người mẹ, bà không coi căn bệnh của con mình là của con mình mà coi đó là của chính mình bà coi những gánh nặng mà con mình đang mang là gánh nặng mà chính mình đang mang vì vậy mà khi bà xin chúa bà không nói xin cứu chữa cho con tôi hay là cứu chữa cho chúng tôi không xưng ở ngôi thứ ba không xưng ở ngôi thứ hai mà xưng ở ngôi thứ nhất xin ngài cứu chữa cho tôi cái căn bệnh của con mình chính là căn bệnh của mình vì yêu thương con hết mực và rồi vì yêu thương con mà bà chấp nhận kiên trì đi theo chúa để mà xin chúa cứu chữa con mình đến khi nào con mình được cứu chữa mới thôi lòng yêu thương con rất là bao la rộng lớn của người đàn bà này còn Thánh vina thương bạn chị em Khi đến họ Một họ đạo đã nhỏ rồi Mà người ta bỏ đạo gần hết Nói rằng chỉ còn có khoảng 5 người đến nhà thờ Để mà đọc kinh, để mà xem lễ mà thôi Còn nhiều khu khen nguội lạnh Không có đến nhà thờ Đời sống đạo dường như không có Nhưng mà rồi đến đó Thánh Doan Maria Vene đã dùng trái tim của người mục tử đi đến với anh chị em khô khan nguội lạnh như là một người mục tử đi tìm kiếm chiên lạc để dắt về đàn. Và chẳng bao lâu sau thương bạn chị em với tình thương mà cha đã dành cho những người giáo dân đã lôi kéo họ trở lại với nhà thờ trở lại với, với nếp sống của những người Ki Tô Hữu Và từ đó họ đạo khởi sắc Họ đạo được hồi sinh Và không những vậy Danh tiếng của Ngài được lan xa Người 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 ta kéo đến xứ ạc để gặp Ngài Gặp Ngài không phải để tìm hiểu Ngài như thế nào Mà gặp Ngài để qua đó đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi bí tích giải tội mà Ngài nhiệt thành nhiệt tâm trao ban cho người giáo dân cả ngày lẫn đêm ít có giờ nghỉ và thương bạn chị em chính vì việc sự nhiệt thành trao ban bí tích như vậy mà Ngài đã lâm bệnh và đã qua đời ở cái tuổi 73 thương bạn chị em nhìn lại những nét tương đồng của người đàn bà trong tính mừng ngày hôm nay với thánh Gioan Maria Vianney đưa đến cho chúng ta bài học đó là lòng tin sự khiêm nhường và tình yêu là những đức tính rất cần thiết trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta nhất là trong thời gian chúng ta đang sống chậm vì đại dịch Covid này trong đại dịch covid thương bạn chị em nếu như chúng ta không có lòng tin và sự khiêm nhường thì chắc chắn chúng ta sẽ thắc mắc thiên chúa ở đâu thiên chúa đâu mất rồi tại làm sao để cho con người ta phải chịu khốn khổ như thế này không ra tay cứu chữa người ta và chúng ta sẽ bị cám dỗ quay lưng lại với thiên chúa bởi vì sự thinh lặng của thiên chúa quá dài nhưng nếu như chúng ta có lòng tin và sự khiêm nhường Thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Con người thật mong manh và thấp bé Rất cần được Chúa ra tay nâng đỡ Và chính những lúc này đây Là lúc thúc bách chúng ta Phải chạy đến với Chúa nhiều hơn Và cầu xin Chúa tha thiết hơn Trong đại dịch này thương bạn chị em chúng ta cũng cần có tình yêu nếu như chúng ta có tình yêu chúng ta sẽ sống tích cực hơn thay vì chúng ta sẽ gặp bi quan sống tích cực để chúng ta lan tỏa tình yêu nếu như trước đây vì miếng cơm manh áo vì công ăn việc làm có thể chúng ta ít thể hiện và thậm chí không có thể hiện tình yêu đối với những người thân thuộc trong gia đình Đối với những người xung quanh chúng ta thì giờ đây những lúc sắm sống chậm chính là lúc để chúng ta thể hiện tình yêu với những người gần gũi với chúng ta, với những người thân thuộc của chúng ta. Mỗi ngày quay quần bên bàn cơm, mỗi ngày quay quần bên chiếc tivi, mỗi ngày quay quần bên bàn thờ của chúa chính là lúc chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta đối với những người gần gũi với chúng ta và chính như vậy chúng ta sẽ làm cho niềm tin và tình yêu được lan tỏa xin chúa nhờ lời cầu bầu của thánh doan maria virene cho mỗi người chúng ta biết sống niềm tin sự khiêm nhường và tình yêu trong cuộc đời của chúng ta nhất là trong thời gian đại dịch covid này để cho niềm tin và tình yêu được lan tỏa amen